Theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều nay với 470 trên 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tiến nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoảng 15 đã tiến hành lấy phiếu hướng tiến nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng nghiêm túc và trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu hướng tiến nhiệm.